Kính chào quý vị và các đồng chí. Xuất phát từ phát minh của nhà vật lý vĩ đại Albert Einstein về hiện tượng phát xạ cưỡng bức, các nhà vật lý khác đã tiếp tục nghiên cứu và chế tạo thành công máy laser đầu tiên vào năm 1960. Cho đến nay thì đã có hàng trăm loại laser được chế tạo và chúng đã thâm nhập vào hầu hết các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, các ngành kinh tế và cuộc sống của con người. Ứng dụng laser trong y học là một trong những hướng phát triển mạnh nhất, hiệu quả nhất của trào lưu này. Ngày nay thì người ta tìm đến và đặt niềm tin vào kỹ thuật laser với mục đích điều trị các bệnh lý và cả với mục đích làm đẹp nữa. Chương trình Quân y và đời sống tuần này xin được tìm hiểu về những ứng dụng của kỹ thuật laser trong y học hiện đại. Xin được trân trọng giới thiệu Đại tá bác sĩ Phạm Hữu Nghị, chủ nhiệm khoa y học thực nghiệm Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ là khách mời trong tuần này của chúng ta. Xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình của chúng tôi ạ. Trước tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu về lịch sử ra đời của tia laser và điểm qua một số ứng dụng của kỹ thuật laser trong y học qua phóng sự sau đây. Năm 1917, Albert Einstein đã tình cờ nhận thấy sự tồn tại của phát xạ cưỡng bức trong lúc nghiên cứu khả năng phát xạ của ánh sáng. Song, mãi đến năm 1960, các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Hargreaves California của Mỹ mới chứng minh được tính đúng đắn trong học thuyết của Einstein khi chính thức tìm ra tia laser. Ngay lập tức, laser trở thành một trong những tâm điểm của giới khoa học và được gọi tên là giải pháp để tìm kiếm các ứng dụng. Laser được hiểu là sự khuếch đại ánh sáng bằng bức xạ cưỡng bức với các sóng điện tử có tần số và pha xác định. Sự kết hợp các pha này cho phép hội tụ ánh sáng laser thành một điểm nhỏ. Khoa học hiện đại đã cho phép tạo ra được hơn 500 loại tia laser khác nhau với nhiều ứng dụng đa dạng trong mọi lĩnh vực, trong đó phổ biến nhất là trong chẩn đoán và điều trị bệnh. Ứng dụng của laser trong y học được manh nha từ những năm 1962-1963 của thế kỷ trước với việc sử dụng các chùm tia laser để điều trị bệnh bong võng mạc. Cùng với sự phát triển của y học hiện đại và sự ra đời của phương pháp laser excimer với tên gọi là dao cắt lạnh, đội ngũ thầy thuốc có thể thực hiện các ca phẫu thuật tạo hình tim mạch bằng laser chọc qua da và điều trị tật khúc xạ của mắt với hiệu quả được cải thiện đáng kể so với các phương pháp truyền thống. Ứng dụng hiệu ứng bay hơi tổ chức trong phẫu thuật, chùm tia laser được so sánh như những chiếc dao mổ nhiệt tác động lên vùng tổ chức một nhiệt độ lên đến 300 độ C. Chùm tia này tạo ra những vết cắt nhỏ, không đau, ít chảy máu và hoàn toàn vô trùng. Tại Việt Nam, các thiết bị laser bắt đầu được sử dụng trong y học từ những năm 1976 và năm 1977. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, khả năng tiếp cận các kỹ thuật y học tiên tiến của nước ta còn nhiều hạn chế, khiến các ứng dụng laser trong y học gần như bị lãng quên. Mãi đến năm 1981, laser mới được hồi sinh và ứng dụng rộng rãi trong công tác điều trị bệnh. Tiêu biểu là việc ứng dụng laser trong điều trị loét giác mạc, hàn bong võng mạc, viêm tắc lệ đạo, chắp lẹo. Trong chuyên khoa răng hàm mặt, kỹ thuật laser được ứng dụng để điều trị viêm lợi, viêm lưỡi, viêm khớp hàm. Trong chuyên khoa tai mũi họng, kỹ thuật laser được chỉ định điều trị viêm họng đỏ, viêm mũi, chi mũi, nhọt ống tai. Bên cạnh đó, laser còn được sử dụng phổ biến trong điều trị vết thương nhiễm trùng, chống sẹo lồi, mụn nhọt, chín mé, đinh dâu, giảm đau, chống phù nề, cắt chỉ và phẫu thuật dạ dày. Những năm gần đây, các nghiên cứu về laser trong y học tập trung chủ yếu vào việc điều trị sang thương mạch máu bất thường bằng laser đa bước sóng và các chỉ định thẩm mỹ, bao gồm tái tạo bề mặt da từng phần, phân hủy mỡ, quang hóa trị liệu cùng nhiều lĩnh vực khác. Ứng dụng laser trong y học và các chỉ định của nó thực chất mới chỉ là một phần rất nhỏ trong lĩnh vực lượng tử quang học mới mẻ này. Nhưng với hệ thống máy móc hiện đại tích hợp nhiều ứng dụng mà đội ngũ thầy thuốc đã có thêm sự lựa chọn trong điều trị cho người bệnh. Có thể nói là thế kỷ 20 thì được coi là thế kỷ của kỹ thuật và chắc chắn là không phải ngẫu nhiên mà việc phát minh ra tia laser lại lọt vào một trong 12 phát minh vĩ đại nhất của thế kỷ 20 ạ. Vậy thì việc phương pháp điều trị bằng tia laser đã mang lại những kết quả như thế nào đối với người bệnh, thưa bác sĩ Phạm Hiếu Nghị? Phải nói là với sự phát triển khoa học kỹ thuật, laser đã được ứng dụng rất là rộng rãi trong y học. Hầu hết các chuyên ngành về lâm sàng đã được laser ứng dụng vào và đem lại những cái kết quả rất là tốt đẹp và nhiều cái kết quả có thể nói là vượt xa những cái mong đợi của các cái phương pháp điều trị truyền thống. Vậy thì chúng ta thử tưởng tượng một chút, nếu như cuộc sống mà không có laser thì sẽ như thế nào? Chắc là chúng ta lại sống lại những cái năm của những năm 60, 70 về trước. Thời kỳ mà ứng dụng laser nó còn rất là nghèo ở Việt Nam thì việc điều trị rất là khó khăn. Và bây giờ nhìn lại những cái
Trường hợp như thế thì chúng tôi vẫn cảm thấy có gì nó không được thoải mái, nếu không muốn nói là cái gì đấy nó đau nhói trong người. Khi mà giá như những trường hợp trước mà mình có phương tiện laser thì mình chữa sẽ bệnh nhân sẽ đạt được kết quả tốt hơn nhiều. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp rất nhiều hình ảnh của các bệnh nhân xếp hàng để có thể được điều trị bằng tia laser. Vậy thì nguyện vọng của bệnh nhân khi mà tìm đến điều trị bằng phương pháp này là gì ạ? Thưa bác sĩ Phạm Hiếu Nghị. Tôi nghĩ rằng người bệnh khi mà đi chữa bệnh, người ta mong muốn cái đầu tiên là cái chữa được khỏi bệnh và cái chất lượng chữa là phải là thật tốt. Sau đó người ta muốn là cái quá trình chữa bệnh nó được thuận lợi và được an toàn. Thế thì với những đặc tính của laser được ứng dụng vào trong y học, nó đã mang lại những kết quả thì tôi thấy là ngoài cái mong đợi của các cái phương pháp truyền thống. Ví dụ như là trong lĩnh vực da chẳng hạn, người ta chữa những cái chàm xanh có thể là làm hết được cái màu xanh của cái bệnh lý đấy và trả lại cho da một cái vẻ hoàn toàn bình thường, không có sẹo, không có biến đổi gì cả. Đây là một cái kết quả mà các phương pháp điều trị thông thường không thể làm được. Trong quá trình tìm hiểu về kỹ thuật của laser thì chúng tôi cảm thấy choáng ngợp vì có rất là nhiều các loại hình laser khác nhau. Và có một thực tế là đối với một mặt bệnh nhưng tại các cơ sở khám chữa bệnh khác nhau thì lại áp dụng các loại hình laser khác nhau. Vậy thì sự khác biệt này nằm ở đâu ạ? Chúng ta cảm giác nó nhiều nhưng mà thực ra thì nó chỉ là những cái hãng khác nhau, sản xuất khác nhau và cũng như cấp độ về hiện đại nó khác nhau. Giống như bạn thử hình dung xem những cái cùng đầu ô tô nhưng mà có thể là xe thế nọ, xe thế kia, rất nhiều loại xe. Những năm gần đây, laser ngày càng được sử dụng rộng rãi trong y học với nhiều loại hình phổ biến như laser CO2. Laser CO2 là sản phẩm công nghệ cao có khả năng cắt, bốc bay tổ chức, mài da hay tái tạo da. Hiện nay, laser CO2 được chỉ định trong các trường hợp điều trị các u nhỏ trên da như hạt cơm, nang tuyến bã, u ống tuyến mồ hôi, u vàng, u xơ mạch, u thần kinh. Điều trị một số loại sẹo bệnh lý như sẹo lồi, sẹo phá quát, sẹo lõm do trứng cá. Chữa trị một số bệnh lý mạch máu trên da cũng như các bệnh lý liên quan đến sắc tố. Tạo hình mũi trong bệnh lý mũi sư tử và xóa các sâm thẩm mỹ. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh việc điều trị bằng kỹ thuật laser CO2 đã loại bỏ tổn thương bệnh lý khá tốt, trả lại cho làn da một vẻ đẹp thẩm mỹ, tươi trẻ và tràn đầy sức sống. Laser ND-IAG. Laser ND-IAG có bước sóng 1064 nanomet với chế độ hoạt động liên tục, công suất phát tối đa là 120W. Tia laser ND-IAG được dẫn truyền qua hệ thống quang sợi mềm, vì vậy rất thuận tiện cho việc điều trị, đặc biệt là các tổn thương bệnh lý nằm trong các vùng khe, hốc của cơ thể. Ngoài ra, laser này cũng có ứng dụng rất tốt trong phẫu thuật nội soi. Do vậy, laser ND-IAG được ứng dụng rộng rãi trong điều trị các thể u mạch máu, một số loại sẹo xấu như sẹo lồi, sẹo phá quát. 3. Laser màu. Laser màu là laser rất thích hợp cho ứng dụng phẫu thuật thẩm mỹ, do loại laser này có bước sóng được hấp thụ mạnh bởi oxy hemoglobin và sắc tố melamin. Ngoài khả năng dự phòng sẹo lồi, sẹo xấu, phương pháp này còn được ứng dụng trong điều trị các bệnh lý có tăng sinh mạch máu như các loại u mạch máu phẳng, các sẹo phá quát, sẹo lồi, đặc biệt là các sẹo mới cắt chỉ sau phẫu thuật. Đặc biệt, laser màu đã và đang được sử dụng hiệu quả trong kỹ thuật làm giảm các nếp nhăn trên mặt, giảm các sắc tố, đồng thời làm căng mịn và trẻ hóa làn da. Thưa bác sĩ Phạm Hiếu Nghị, bác sĩ có thể cho biết là phương pháp điều trị bằng tia laser thì có thể áp dụng chuyên biệt cho một mặt bệnh nào cụ thể không ạ? Chúng tôi nhìn nhận phương pháp điều trị laser thì nó hai khía cạnh. Thứ nhất, nó là một phương tiện điều trị giống như các cái phương pháp khác. Thứ hai, nó là một cái phương pháp điều trị đặc hiệu. Vậy thì đối với từng bệnh, từng người bệnh cụ thể thì khi mà muốn đạt được cái kết quả điều trị cao thì cần phải có những bác sĩ chuyên về laser, những bác sĩ chuyên ngành khám thì mới xác định được bệnh nhân cần phải điều trị bằng phương pháp nào. Dù là phương tiện điều trị hay là phương pháp điều trị đặc hiệu thì chỉ định cho người bệnh điều trị bằng laser và phải trên cơ sở là đem lại lợi ích tốt nhất cho người bệnh. Ít nhất thì nó cũng phải là bằng hoặc là hơn những phương pháp điều trị thông thường thì chúng tôi mới tiến hành. Như vậy là phương pháp điều trị bằng tia laser không được áp dụng chuyên biệt cho một mặt bệnh nào cụ thể. Vậy thì những bệnh lý nào thì có thể áp dụng điều trị bằng phương pháp này ạ? Đúng là có những mặt bệnh thì bắt buộc phải dùng laser thì mới có hiệu quả cao được. Nhưng nãy tôi dẫn chứng với những cái bệnh lý về sắc tố da
thông thường chúng ta cứ gọi là cái chàm xanh bẩm sinh, thì cho đến nay thì có thể nói là chỉ có điều trị bằng laser mới có thể đạt kết quả tốt nhất. Thưa bác sĩ, vậy thì khi mà điều trị các mặt bệnh lý này thì thường là bệnh nhân sẽ tự tìm đến khoa hay là theo chỉ định của bác sĩ ạ? Tôi nghĩ là cả hai. Tại vì bây giờ cái lượng thông tin nó cũng nhiều, bệnh nhân cũng biết nhiều về phương pháp điều trị bằng laser. Vì thế mà cũng có người ta tìm đến các cái cơ sở điều trị bằng laser để người ta chữa trị. Nhưng cũng có bệnh nhân người ta chỉ đến với yêu cầu, ví dụ nốt ruồi, tôi muốn đến tẩy nốt ruồi, đến phòng khám của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, người ta nói yêu cầu thế thì ở bên phòng khám các anh các chị sẽ phân loại và đi vào khoa chúng tôi, tức là phải có hai nguồn. Vừa rồi thì bác sĩ có nhắc đến việc áp dụng phương pháp điều trị tia laser đối với các bệnh lý về da, và rõ ràng là có sự khác biệt trong mức độ tia laser tác động lên bề mặt da. Vậy thì mức độ nào là an toàn nhất cho vùng da của cơ thể người bệnh ạ? Có thể nói là an toàn trong điều trị là một cái mảng rất là lớn. An toàn hay không nó phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là trang thiết bị, phải có trang thiết bị phù hợp. Phù hợp đây ý tôi nói là phải hiện đại và những cái tính năng của nó rất là cao. Thứ hai nữa là cái con người sử dụng phải có kiến thức, phải có trình độ và cái kỹ năng sử dụng tốt thì mới có thể đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Ví dụ đơn giản như cái đốt nốt ruồi chẳng hạn. Nốt ruồi là một cái, chúng tôi dùng laser siêu 2 để điều trị nốt ruồi với cái cơ chế là quang nhiệt làm bốc bay cái khối u đi. Thì rõ ràng nếu mà không có kiến thức, không có kỹ năng sử dụng tốt thì rất có thể là cái tia laser đấy sẽ làm bỏng những cái vùng da xung quanh. Và thậm chí là ngay cả cái chỗ nó gây ra những cái phản ứng nhiệt không mong muốn làm bệnh nhân lâu liền. Và thậm chí là kết quả nó còn xấu hơn các phương pháp khác. Mỗi ngày, khoa y học thực nghiệm Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân đến khám và điều trị bằng kỹ thuật laser. 1/3 trong số đấy có nhu cầu tẩy nốt ruồi. Nốt ruồi thực chất là một dạng nevi sắc tố da, tên gọi y học là khối u hắc tố. Mỗi người đều có tế bào sản xuất hắc tố rải đều trong da, quyết định màu da sáng tối khác nhau. Khi các tế bào này tập trung nhiều hơn tại một điểm sẽ tạo nên nốt ruồi. Chúng có thể xuất hiện ở nhiều nơi trên cơ thể, nhưng vị trí hay gặp là vùng da hở như mặt, cổ, nơi tiếp xúc nhiều với ánh sáng. Nốt ruồi là bệnh lý, nó có thể là một cái bệnh bẩm sinh, cũng có thể là một cái bệnh mắc phải. Tôi phải khám bệnh trước, sau khi mà thấy là những cái nốt ruồi nào có khả năng chữa trị được bằng laser, có đúng chỉ định thì bọn tôi mới điều trị. Còn những nốt ruồi mà nó không đúng chỉ định, ví dụ như cái nốt ruồi mình nhìn nó không được cân đối và cái bề mặt của nó thì sần sùi và cái màu sắc thì nó có thể nó chỗ đậm chỗ nhạt, nó có nhiều màu, rồi bờ của nó thì có thể là nó không được tròn trịa mà nó có những chỗ nó gồ ghề. Và hai nữa là rất đáng chú ý là những cái nốt ruồi người ta khuyên là trên 6mm là cần phải lưu tâm. Để tẩy nốt ruồi, người bệnh có nhiều giải pháp khác nhau. Thế nhưng ngày nay, y khoa trên thế giới công nhận phương pháp sử dụng laser CO2 là một liệu pháp hoàn toàn nhanh gọn và an toàn. Thao tác chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, laser CO2 sử dụng sóng của tia laser để tẩy nốt ruồi ở mọi vị trí, ngay cả dưới những vị trí khó như bờ mi mắt và cả những nốt ruồi có kích thước lớn tới gần 1cm. Chúng tôi đã làm những cái nốt ruồi ở bờ mi, những cái nốt ruồi trong cái lỗ mũi hay là trong cái ống tai ngoài. Tất cả những cái vị trí khó chúng tôi đều có thể làm được. Khoa chúng tôi dùng chủ yếu là laser CO2. Tất nhiên bên cạnh laser CO2 thì một số nơi người ta có thể dùng sóng cao tần đốt điện hoặc là áp lạnh. Thậm chí là có một số nơi người ta còn dùng cả hóa chất. Nhưng mà chúng tôi thấy là laser CO2 là với cái khả năng làm bốc bay u một cách chính xác mà nó bảo tồn được những cái mô lành xung quanh. Vì thế mà nó có thể loại bỏ mô bệnh một cách hoàn toàn chính xác, và khi phục hồi lại thì nó cho một cái sẹo nó đẹp hơn. Việc tẩy nốt ruồi bằng laser CO2 dựa trên nguyên lý carbon hóa nốt ruồi được xem như một can thiệp giống như cắt bỏ nốt ruồi bằng phẫu thuật cổ điển, nhưng laser CO2 giúp xác định dễ dàng hơn độ sâu cần can thiệp, do đó làm giảm nguy cơ hình thành sẹo, giảm đau đớn và ít gây chảy máu hơn phẫu thuật. Thế nhưng việc phục hồi sau khi chiếu laser CO2 của mỗi người không giống nhau. Nốt ruồi càng nằm sâu dưới lớp bì thì vết thương do laser gây ra càng sâu, khả năng hình thành sẹo càng cao. Tất nhiên là cái tổn thương càng nhỏ thì phục hồi càng nhanh.
tổn thương mà sâu thì và rộng thì phục hồi chậm hơn. Tuy nhiên chúng tôi khuyên là cứ để cho nó tự phục hồi, không nên dùng các biện pháp mà chúng ta ngộ nhận là sợ nó bị sẹo mà chúng ta bôi vào thì nhiều khi lại ngăn chặn cái quá trình đầy lên của cái vết thương đấy. Thì sau khi nó đầy bằng mặt da rồi, lúc đấy chúng ta có thể bôi các cái thuốc chống sẹo để ngăn chặn cái sự quá phát của nó. Tẩy nốt ruồi không phải là một kỹ thuật phức tạp nhưng lại đòi hỏi vào trình độ và kinh nghiệm của bác sĩ cũng như phương pháp sử dụng. Nhiều người coi nhẹ chuyện này, lựa chọn những cơ sở không uy tín, thậm chí là những cửa hàng bán mỹ phẩm, cửa hàng cắt tóc, gội đầu. Ở những nơi này, họ thường sử dụng những dung dịch axit được bão hòa để tẩy nốt ruồi. Nhưng phương pháp này trong quá trình tẩy rửa gây ra cảm giác ngứa, đau rát, thậm chí có người còn bị sưng đỏ, mưng mủ, hoại tử và phải nhờ đến sự can thiệp của bác sĩ chuyên khoa. Vâng, vừa rồi thì chúng ta đã nhắc đến rất nhiều những hiệu quả mà kỹ thuật laser mang đến cho cuộc sống của con người. Vậy còn những mặt hạn chế thì sao? Những mặt hạn chế của kỹ thuật này là gì ạ, thưa bác sĩ? Tôi nghĩ điều này cũng rất là logic, tại vì bất cứ một phương tiện hoặc cái phương pháp điều trị nào nó cũng có hai mặt của nó. Thì bên cạnh cái mặt tích cực của phương pháp điều trị bằng laser thì cái mặt hạn chế của cái phương pháp điều trị bằng laser cũng có. Ví dụ như là các kỹ thuật laser hiện đại thì nó mới ở cái mức tác động ở mức cấu trúc mô hoặc là đến mức tế bào thôi. Còn đến mức dưới tế bào thì nó vẫn còn hạn chế, ví dụ như thế. Cái thứ hai nữa là rõ ràng chúng ta muốn điều trị thì cái phổ cập nó phải phụ thuộc vào cái mức độ đầu tư, tại vì các phương tiện nó cũng không phải là rẻ. Thứ hai nữa là muốn sử dụng đấy thì chắc chắn là cái người sử dụng là phải được học hành hẳn hoi, phải được đào tạo và có kinh nghiệm. Cùng một mặt bệnh người ta phải chọn laser nào đây để chữa trị thì nó mới phù hợp mà nó lại ít tác dụng phụ. Hoặc là khi đã chọn được laser rồi thì bây giờ chúng ta phải tác động như nào đây để điều trị cho nó thật là đạt cái kết quả tốt. Rõ ràng cái người bác sĩ đấy phải có kinh nghiệm, phải có kỹ năng sử dụng laser tốt thì mới làm được. Khi mà bệnh nhân tìm đến điều trị thì mỗi người đều có một cơ địa khác nhau. Có người thì có cơ địa sẹo lồi và có cả những người mà khó lành vết thương ạ. Vậy thì liệu rằng họ có phù hợp để áp dụng phương pháp điều trị bằng tia laser hay không, thưa bác sĩ? Chúng tôi cũng điều trị sẹo lồi bằng laser và cũng điều trị những vết thương chậm liền bằng laser. Vậy thì khi nào làm? Với những bệnh lý mà bằng sẹo lồi, mà nhất là bệnh nhân bị cơ địa sẹo lồi, thì trước hết là chúng tôi thấy là không nên tác động xâm lấn. Ví dụ bệnh nhân đã cơ địa sẹo lồi rồi mà có một cái nốt ruồi thì cũng không nên đốt tiếp làm gì. Thứ hai là khi người ta chữa sẹo lồi thì chúng tôi có những cái phương pháp mà can thiệp không xâm lấn để cho vừa đạt được kết quả điều trị mà lại hạn chế được cái phát triển của sẹo lồi. Một cái vấn đề thứ hai bạn vừa đề cập là những bệnh nhân mà chậm liền vết thương, thì đây là một cái mảng lớn trong lĩnh vực laser. Để người ta đã sử dụng những cái laser mềm, tôi gọi là laser công suất thấp để kích thích liền vết thương. Tuy nhiên cái đấy chỉ sử dụng đạt hiệu quả cao khi mà chúng ta tìm được những nguyên nhân mà có thể là giúp cho điều trị các nguyên nhân đấy. Ví dụ như những người bệnh bị đái đường chẳng hạn, hoặc là chậm liền vết thương do những bệnh lý ác tính, thì rõ ràng chúng ta phải kết hợp điều trị, chứ còn một mình laser thì cũng không thể giải quyết được. Thưa bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn một chút, đó là những đối tượng nào thì có thể áp dụng phương pháp điều trị bằng tia laser không ạ? Những đối tượng nào, thứ nhất là người ta thấy là cái kết quả điều trị laser, cái hiệu quả điều trị mang lại nó ít nhất nó cũng phải bằng, không có thì nó cũng phải hơn những phương pháp điều trị khác thì người ta mới sử dụng, còn kém hơn thì không ai người ta sử dụng cả. Cái thứ hai là trên cơ sở là bệnh nhân, cái cơ địa bệnh nhân, sức khỏe bệnh nhân cho phép sử dụng được các cái phương pháp điều trị laser thì mới có thể sử dụng được. Trong thực tế hiện nay thì bên cạnh việc tìm đến điều trị bằng tia laser để điều trị các mặt bệnh lý thì người ta còn tìm đến phương pháp điều trị bằng tia laser như một phương pháp để làm đẹp, một phương pháp thẩm mỹ. Vậy thì quan điểm của bác sĩ về vấn đề này như thế nào? Tôi nghĩ chuyện đấy hoàn toàn có lý. Tại vì ví dụ như ở trên mặt một người bệnh đến có những nốt ruồi chẳng hạn, hoặc là những hạt cơm, hoặc là những cái vết tàn nhang này, rõ ràng khi mà điều trị làm bay những cái đấy đi hết đi thì cái kết quả của người ta mang lại là không chỉ có khỏi bệnh mà còn mang lại cái vẻ đẹp thẩm mỹ cho người bệnh.
Vì thế mà điều trị với khía cạnh mục đích thẩm mỹ thì nó có hai khía cạnh. Thứ nhất là điều trị bệnh để đạt kết quả thẩm mỹ. Cái thứ hai là những người bình thường không có bệnh gì cả mà muốn làm đẹp hơn thì đấy là laser thẩm mỹ. Thì hai cái mặt đấy thì đều có thể được cả. Các kết quả nghiên cứu ứng dụng laser trong y học đã tạo ra nhiều phương pháp chữa bệnh mới, mang lại hiệu quả bất ngờ trong điều trị một số mặt bệnh mà các phương pháp chữa bệnh kinh điển tưởng chừng như phải bó tay. Hiện laser đang được ứng dụng trong 3 lĩnh vực chính là laser trị liệu, laser phẫu thuật và laser cho chẩn đoán. Đặc biệt, laser ứng dụng trong phẫu thuật có khả năng áp dụng rất rộng rãi trong nhiều chuyên khoa như thần kinh, da liễu, tiết niệu, tim mạch cho đến điều trị bệnh lý và phẫu thuật thẩm mỹ. Theo Viện Hàn Lâm Phẫu thuật Thẩm mỹ Hoa Kỳ, đã có gần 170.000 bệnh nhân tại quốc gia này được điều trị tái tạo da như căng da, trị sẹo, hạt cơm bằng laser trong năm 1998. Và cho đến nay, con số này đều đặn tăng lên 60% mỗi năm. Thống kê gần đây của Tập đoàn Thiết bị Y tế California cho thấy hơn 56% bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đều sở hữu hay thuê các thiết bị laser làm công cụ điều trị, góp phần tích cực vào việc đưa chuyên ngành laser điều trị ngày một phổ biến và phát triển mạnh mẽ trên thế giới. Tại Việt Nam, kỹ thuật điều trị bằng laser đã và đang phát huy tối đa tác dụng trên các tổn thương sắc tố bẩm sinh hoặc mắc phải như bớt xanh đen, tàn nhang, ban vàng, vết màu cà phê sữa, hay các tổn thương mạch máu ở da bẩm sinh như u mạch máu, bớt vang đỏ và một số tổn thương mạch máu da khác. Bên cạnh đó, công nghệ laser cũng từng bước được áp dụng thành công trong việc triệt lông, xóa sẹo lồi, xóa hình xăm mà không để lại sẹo, làm giảm bề mặt sần sùi của sẹo do mụn trứng cá, đồng thời giúp trẻ hóa làn da, làm da trơn láng, sáng mịn. Điều này giúp người bệnh, đặc biệt là phái đẹp, có thêm sự lựa chọn trong việc điều trị các tổn thương vốn được xem là không thể chữa trị bằng thuốc hoặc can thiệp ngoại khoa truyền thống. Và như những gì mà chúng ta được biết thì ngay cả với các phương pháp thẩm mỹ thông thường thì ngay cả khi chúng ta phẫu thuật thẩm mỹ trong điều kiện an toàn thì vẫn có thể xảy ra những sự cố sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Vậy còn đối với phương pháp điều trị bằng tia laser thì sao, thưa bác sĩ Phạm Hữu Nghị? Cũng như các phương pháp khác thì laser cũng có thể gặp những hiệu quả điều trị không mong muốn dẫn đến mất an toàn. Chúng ta sử dụng những trang thiết bị nó không hiện đại, tính năng nó không cao thì rõ ràng là kết quả an toàn cho bệnh nhân thì khó hơn. Hai nữa là cái người sử dụng là cái bác sĩ điều trị không có kinh nghiệm mà không có kiến thức về laser thì rõ ràng là cái việc mà mất an toàn xảy ra là rất là dễ. Vâng, và những người mà lựa chọn công nghệ laser với mục đích là thẩm mỹ thì họ cần cân nhắc những yếu tố gì trước khi quyết định thực hiện phẫu thuật? Bác sĩ có thể đưa ra lời khuyên cho họ được không ạ? Tôi nghĩ là cái trào lưu ứng dụng laser để làm mục đích thẩm mỹ là hiện nay đang rầm rộ và rất là có cơ sở. Tuy nhiên thực tế rất nhiều người không hiểu laser là gì và cũng có một cái ngộ nhận là laser có thể chữa bách bệnh hoặc ngược lại là laser là nguy hiểm lắm. Tôi khuyên mọi người cũng phải có một cái nhìn thực tế, tức là không có cái gì là tuyệt đối cả. Thẩm mỹ là cái mà chúng ta mong muốn cái đẹp hơn và chúng ta phải chấp nhận ở cái mức độ tương đối thôi. Nếu mà tuyệt đối thì tôi nghĩ là không có phương pháp nào làm được cả. Cái thứ hai là khi đã lựa chọn cái đấy thì người bệnh hoặc là khách hàng đi làm thẩm mỹ nên chọn những cái cơ sở mà có uy tín. Ở đấy người ta, mình tìm hiểu xem trang thiết bị của người ta có hiện đại không. Đấy là trang thiết bị về con người, cái bác sĩ điều trị hoặc là nhân viên đấy có phải là nhân viên y tế không đã. Và thậm chí là nếu là nhân viên y tế thì phải là những người chuyên ngành và người ta có kinh nghiệm, có khả năng làm tốt. Và mặt cuối cùng là mình cũng phải xem những cái kết quả điều trị của người ta như thế nào. Nếu có điều kiện được thì đấy là cái sản phẩm công việc của người ta. Thì nếu mà mọi thứ chúng ta thấy là đều tốt thì chúng ta có thể yên tâm để làm những cái dịch vụ thẩm mỹ. Để những ứng dụng của laser trong chuyên ngành thẩm mỹ đạt được độ an toàn và hiệu quả cao, quý vị và các đồng chí cần lưu ý một số vấn đề sau. Trước khi điều trị, uống bổ sung vitamin C. Vitamin C có vai trò quan trọng trong việc tái tạo, phục hồi làn da khỏe mạnh. Do vậy, trước khi quyết định điều trị bằng laser, quý vị và các đồng chí cần bổ sung thêm lượng vitamin C cần thiết để quá trình phục hồi da sau này đạt hiệu quả cao. Chuẩn bị tốt về tâm lý. Hãy nhớ, số lần cần chiếu laser không cố định cho bất kỳ một bệnh lý cụ thể nào.
hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nhất là ánh nắng trực tiếp khi đi tắm biển, tắm nắng. Đặc biệt quý vị và các đồng chí cần ngưng dùng các sản phẩm tẩy lột da hoặc có tính kích ứng da trước khi điều trị. Trong quá trình điều trị, vùng da cần điều trị phải được làm sạch trước khi bắt đầu điều trị. Ánh sáng laser được xem là ánh sáng có hại cho mắt, do đó khi làm việc với laser công suất cao, việc quan trọng đầu tiên là phải bảo vệ mắt. Khi khách hàng được điều trị bằng laser sẽ được mang kính bảo hộ thích hợp đối với từng loại máy laser và được chiếu tia laser trong phòng kín, không để ánh sáng laser lọt ra bên ngoài. Sau khi điều trị, luôn luôn sử dụng kem chống nắng, có chỉ số SPF lớn hơn hoặc bằng 30 trong suốt quá trình sau điều trị. Hạn chế tối đa việc tiếp xúc ánh nắng mặt trời trong vòng 4 tuần đầu sau khi điều trị laser. Không nên sử dụng mỹ phẩm và sữa rửa mặt có tính tẩy rửa mạnh hoặc những loại kem dưỡng da có tính bào mòn da. Vùng da bị đóng vẩy là điều bình thường, hãy để da tự lành, không nên tự ý cậy, bóc lớp vẩy bởi việc này sẽ khiến da dễ bị nhiễm trùng và lâu lành hơn. Luôn giữ cho vùng da sau điều trị laser được khô thoáng và sạch sẽ. Thường xuyên bổ sung thêm nước, hoa quả tươi và rau xanh trong khẩu phần ăn hàng ngày. Thưa quý vị và các đồng chí, với sự tiến bộ của laser trong y học thì kỹ thuật laser không những được ứng dụng rộng rãi trong việc điều trị các bệnh lý về da mà giờ đây nó còn trở thành một xu hướng làm đẹp mới. Laser được biết đến như một phương pháp giúp người bệnh giảm bớt đau đớn, không cần phẫu thuật, không mất thời gian nghỉ dưỡng và vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên như những gì mà đại tá tiến sĩ bác sĩ Phạm Hữu Nghị vừa chia sẻ thì quý vị và các đồng chí cũng phải lưu ý là không phải cơ địa của bất cứ ai cũng phù hợp với biện pháp điều trị này. Chính vì vậy mà quý vị và các đồng chí hãy tuân thủ lời chỉ định của bác sĩ cũng như là đừng quên tuân thủ nghiêm ngặt những lưu ý sau khi điều trị để có được kết quả điều trị bằng kỹ thuật laser hiệu quả và an toàn. Chương trình Quân y và đời sống xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa thì xin được cảm ơn đại tá tiến sĩ bác sĩ Phạm Hữu Nghị đã đến với chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.